Vâng, đồng hồ của Hùng Dốc xin chào toàn thể mọi người. Trên tay em đây là một chiếc đồng hồ của rất 29 di tự động của Liên Xô. Đồng hồ với sơn mặt là 35mm với toàn thân là vỏ bọc vàng AU20. Đồng hồ được thiết kế ở tâm điểm đó là mặt màu trắng trải tia và 12 giờ các cọc giờ là đầu kia bắt sáng. Kết hợp cùng bộ kim que tăm mạ vàng khá đẹp. Chạm đồng hồ là kim nguyên bản, sản xuất ở những năm 1960 đầu 70. Cách đây hơn 5-60 năm rồi mà đồng hồ tình trạng như này còn rất là ok các bác nhé. Để bộ màu vàng khá là ok. Đấy là thép trắng, đáy xoáy. Nếu bạn nào quan tâm với sản phẩm đồng hồ Bluetooth 29G tự động của Liên Xô thì liên hệ Facebook, Zalo, số thẳng em là 0969966612. Bác nào ở Hà Nội tôi qua trực tiếp cửa hàng mở số 4, 160 Nguyễn Đan Linh, Hoàng Mai, Hà Nội. Này các bác qua liên tay sản phẩm trực tiếp ạ. Vâng, em là chị Trần Thúy Hai ạ.